chào các bạn. Clip này thì mình sẽ review lại cái skill của con Giratina sau khi được chỉnh sửa ở đợt trước. Với cả mình sẽ ghi thông tin của con Giratina khi lên Zmu. Hiện tại thì bản tiếng Anh đang có sự kiện Red Draw của con Rayquaza với cả con Dialga. Và thêm nữa, tuần sau là sẽ có sự kiện Red Draw của con Giratina rồi. Ở đây thì nó đang có kèm sự kiện đó là tiêu kim cương được hoàn lại kim cương. Sự kiện 7 ngày lễ hội thì đến ngày thứ tư, tất nhiên là ngày mai thì mới có sự kiện hoàn lại kim cương khi tiêu. Mà trong khi sự kiện Red Draw thì là tối nay 11 giờ thì bản tiếng Anh đã hết rồi. Các bạn muốn tiết kiệm cái lượng tiêu kim cương cho Red Draw đợt tới của Giratina thì các bạn có thể mua luôn cái thẻ này. Ở đây cái thẻ này nó sẽ lúc nào cũng được, bạn có thể dùng lúc nào cũng được. Thường thì bây giờ mình sẽ quay 7 lần đơn 10, tức nghĩa là bạn sẽ mua 70 thẻ. Sau đó sẽ quay 4 lần nhân 1 thì các bạn mua lên 74 cái. Tuy đắt hơn một tí nhưng so với cả quay cái kia là 2480 thì ở đây là đến 2600. Nhưng mà các bạn sẽ làm được cái nhiệm vụ này luôn. Sự kiện này các bạn sẽ hoàn lại 10% kim cương, tức nghĩa là bạn sẽ đỡ tốn đến 1900 kim cương. Thì đối với những ai mà lấy Red Giratina tuần sau thì có thể sử dụng cách này để tiết kiệm được số lượng kim cương của mình đang có. Về nội tại của Giratina, khi bắt đầu trận đấu thì nó sẽ nhận được ấn ma tương ứng với số đồng đội bắt đầu có ở trên sân. Ở đây không có đồng đội nào thì nó sẽ không nhận được cái ấn ma. Ở đây thì có đến 5 đồng đội thì bắt đầu trận đấu Giratina nó sẽ nhận được 5 cái ấn ma. Tác dụng của cái ấn ma đó là nó sẽ giảm 4% sát thương nhận vào. Đây có 5 cái thì nó sẽ giảm đến 20% sát thương nhận vào. Mỗi đòn đánh thì nó sẽ bị giảm đi một cái ấn ma. Ấn ma này thì không thể bị xóa bỏ hay là bị bỏ qua. Và khi ấn ma bị mất thì Giratina nó sẽ hồi 80 nộ. Và cuối mỗi lượt thì Giratina nó sẽ nhận được một cái ấn ma này. Cứ bắt đầu mỗi lượt thì Giratina nó sẽ tạo cho bản thân và một đồng đội ít máu nhất hàng sau cái khiên ma. Cái khiên ma này thì bằng 20% máu gốc của con Giratina. Còn với đồng đội thì khiên ma nó sẽ bằng 25% máu gốc của con Giratina. Thì cái khiên ma này nó không cộng dồn. Ở đây thì đợt cập nhật này, cái khiên của Giratina nó có thể tồn tại được. Và cứ đồng đội nào ít máu thì nó sẽ lại tạo khiên ở bắt đầu mỗi lượt. Cho nên nhiều lúc các bạn sẽ thấy đó là có đến 3 con ở hàng sau nó có khiên của con Giratina là vì thế. Và địch đánh vào khiên của con Giratina này sẽ bị giảm đi 10% song công trong vòng 2 lượt. Địch đánh vào nó sẽ mất đi một cái ấn ma và địch sẽ bị giảm đi song công. Skill 1 của con Giratina thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% P attack. Đồng thời nó sẽ tăng cho bản thân nó 50% song thủ trong vòng 2 lượt và nó sẽ nhận được một cái ấn ma. Về skill 2 của Giratina thì nó sẽ có hai dạng, đó là dạng Origin và dạng Undread. Đây là dạng Undread này thì nó sẽ tấn công đơn mục tiêu với 170% P attack. Đồng thời nó sẽ tăng cho đồng đội đứng đằng sau nó và chính nó 15% giảm thương trong vòng 2 lượt và nó sẽ nhận được hai cái ấn ma. Khi nó ở dạng Origin này thì skill 2 của nó sẽ tấn công theo một hàng dọc với 170% P attack. Đồng thời nó sẽ có 80% tỷ lệ đặt hiệu ứng lửa ma của nó lên địch trong vòng 2 lượt. Hiệu ứng lửa ma này nó sẽ có tác dụng là trước khi địch hành động thì địch sẽ bị mất máu bằng 12% máu gốc của con Giratina, đồng thời sẽ bị giảm đi 120 nộ. Cái lửa ma này thì loại một hiệu ứng bất lợi đặc biệt, có thể được xóa bỏ và không cộng dồn.
skill 3 của con Giratina thì nó sẽ tấn công hàng trước ở dạng Anthrax này với 230% B attack, đồng thời sẽ giảm đi mục tiêu 250 nộ và nó sẽ nhận được 3 kiếm ma. Giratina là một con thủ chủ yếu là dựa vào cái loại khống chế đó là giảm nộ của địch. Hầu như những con hệ ma thì hay có khả năng trừ nộ của địch. Nhưng bạn thấy là nó đã chuyển sang dạng Origin. Lúc mà nó ulti thì nó sẽ chuyển sang dạng Origin này, hồi lại 30% số lượng máu đã mất và không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng giảm hồi nộ của con giảm hồi máu của con Salamencer. Đồng thời thì Giratina nó cũng biến đổi sàn đấu như thế này trong vòng 3 lượt. Thì nó có cái sàn đấu này nó sẽ có tác dụng đó là giảm đi toàn địch 15% tốc độ hồi nộ. Và cái lúc này thì ở dạng Origin thì số lượng nộ mà Giratina nhận được chỉ là 40% so với mức bình thường. Ở cái dạng Origin này thì Giratina nó sẽ được cộng thêm 50% máu gốc, 50% tốc độ và 50% tỷ lệ kháng khống chế, không thể bị hóa giải hay là dịch chuyển và sao chép. Ở cái dạng Origin này, bạn sẽ được một lần ulti không tốn nộ của Giratina. Tác dụng của đòn ulti lần này đó là nó sẽ tấn công toàn địch, giảm toàn địch đi 250 nộ. Đồng thời nó sẽ làm cho 4 địch mà đang có cái số lượng nộ cao nhất có 75% tỷ lệ bị dính hiệu ứng lửa ma trong vòng 2 lượt. Đây là đòn ulti thứ hai của Giratina. Như các bạn thấy là có 4 con là bị hiệu ứng lửa ma của Gira. Khi 11 sao thì Giratina đang ở trong cái thế giới này, nó sẽ hỗ trợ cho những đồng đội hệ ma hoặc bóng tối thì khi tấn công sẽ làm địch bị giảm đi 50 nộ. Và khi 11 sao thì cái dạng Origin của con Giratina này, máu, tốc độ và tỷ lệ kháng khống chế của nó tăng lên 60%, thay vì là 50% dưới khi dưới 11 sao. Và nó sẽ ở dạng này thì nó sẽ mắc cái số lượng ấn ma đó là 5. Thì đó là tác dụng của 11 sao mới của Giratina. Với 8 sao của Giratina thì khi mà đồng đội của bên mình bị chết thì Giratina nó sẽ tăng thêm cho bản thân 10% máu gốc. Nó sẽ gấp đôi nếu mà đồng đội bị chết đấy đó là hệ ma hoặc bóng tối. Tuy nhiên thì Giratina nó chỉ tăng tối đa đến 60% máu gốc của nó thôi. Và đồng thời lúc đó khi đồng đội nó bị chết thì Giratina nó sẽ tạo hiệu ứng khiên ma cho một đồng đội ít máu nhất. Thì 8 sao Giratina bây giờ nó khá là lợi. Đó là tăng thêm máu gốc của nó khi mà đồng đội chết và tạo thêm khiên ma. Ở bản tiếng Trung thì nó vẫn còn đang được sử dụng. Có thể nói là một con thủ đi cực kỳ lâu dài. Và nó mới được chỉnh sửa skill nữa thì lại càng mạnh. Tuy không thể khá bằng những con mới S cộng ở bên bản Trung. Nhưng mà nó cũng vẫn đang còn ở có thể ở team phụ được. Hoặc là ở team chính khi mà có dàn hỗ trợ tốt. Thì Giratina thì cái đồ heal item của nó nên sử dụng táo là chính. Về tốc độ, về cái tính cách của nó thì nên sử dụng cái cộng tốc và trừ SP attack. Bộ rune của nó thì nên sử dụng cái bộ hút máu, tăng thêm tỷ lệ đỡ, tăng giảm thương và tăng máu. Nên chọn những cái rune nào mà nó có cộng thêm chỉ số máu. Nó sẽ giúp cho hiệu ứng lửa ma của Giratina đốt sẽ càng đau hơn. Thì đó là mình đã giới thiệu sơ qua lại về bộ skill của con Giratina.